các Đức Phật hiện tại ở các cõi kia là ở đâu trong không gian này ạ? Các cõi Phật à? Các cõi Phật à? Các Đức Phật hiện tại ở các cõi kia là ở đâu trong không gian này ạ? Bây giờ phải hỏi vậy mới đúng. Các Đức Phật phân ở các cõi kia phân thân vào đâu thì mới đúng. Bởi vì tại sao cái kinh Diệu Pháp liên quan đến dịch sai là người ta không hiểu cấu trúc của trái đất. Có nghĩa là câu này là các Phật phân thân vào trái đất để mà cứu con người về Phật giới, giúp tính Phật về Phật giới, ngự ở đâu chứ không phải là ở đâu, ngự ở đâu thì nó ngự nằm ở trong cái bộ bình lưu của trái đất từ cây số 45 đến bộ 50. Cậu bình lưu á, nó dài là từ bao nhiêu? Từ 17 cho đến 50 là bao nhiêu? 17 cây số tới 50. Bình lưu nó rộng lắm chứ không nhỏ đâu. Cái khoảng cách nó rất rõ. Thành ra có nhiều khi những cái sách đó, bởi vì chú nói là ngày xưa mấy ông thầy ông dịch sai. Ông không hiểu. Ông hiểu thế giới vật lý thì ông nói phải hiểu là Phật thì ở Phật giới, phân thân vào thế giới loài người ở đâu? Hỏi câu đó phải vậy là cho đúng á. Thì ở nằm ở tầng bình lưu của trái đất mà chỉ rõ ra từ 45 đến 50 cây số cho từ mặt đất trở lên đó, ngự là ngự chỗ đó, đó chứ không phải ở đâu trong thế giới này. Làm gì có đã trái đất này cũ thú tập cư mà làm gì có ông Phật trong này. Ông Phật muốn vô thì phải vô cái tầng bình lưu, là cái tầng mà nó không có cuốn hút vật lý mạnh á. Nó đó gọi là không khí tĩnh á, người ta gọi là không khí tĩnh, không dao động. Còn nếu mình không khí đây bị gió đó thì gọi động, gọi là động. Còn bên đó nó không có bị sức gió mà nó bị tĩnh. Vì thế mà từ trung ấm thân hoặc tánh Phật vào đó thì nó không có đối vật lý. Điện từ thì nó ăn bằng hơi, còn tứ đại thì nó ăn bằng vật chất. À, mình phải hiểu cái quy luật sức hút vật lý thì mới hiểu cái đạo Phật được. Thì đặt câu hỏi mới đúng. Còn nếu mà con hỏi vậy thì hỏi Phật ở đâu thì Phật ở Phật giới chứ đâu, chứ trong này làm sao. Còn nếu lên cái dòng hai nó thuộc về ra trời rồi, trời dục giới rồi, thấy không? Còn lên ba nữa thuộc thì tiên rồi, hữu sắc rồi, lên nữa là vô sắc rồi. Mà phải hiểu được cái cấu trúc này, cấu trúc tam giới và cấu trúc trái đất thì mới hiểu được cái đạo Phật. Như cái đạo Phật là cái đạo khoa học vật lý chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.